xin chào mọi người, và hôm nay Sky sẽ chỉ cho các bạn những cái tips để mà có thể tập ngực sao cho hiệu quả ha. Sky hồi xưa thì khá là gầy, cái phần ngực nó bị lõm vô trong á, các bạn có thể thấy cả xương luôn. Khi mà training á thì Sky nhận ra là rất là nhiều người khách hàng của mình bị mắc phải cái lỗi tập ngực này, và hôm nay Sky sẽ chia sẻ cho các bạn một phần nào những cái tips để mà chúng ta có thể cải thiện tập ngực hơn, cũng như là giúp cho các bạn phát triển phần cơ ngực một cách hiệu quả nhất ha. Và xin mời các bạn cùng đón xem. Trước khi vào những bài tập chính thì chúng ta sẽ làm nóng cơ thể bằng cách là chúng ta sẽ dùng con lăn để mà chúng ta mở rộng lồng ngực. Con lăn này thì Sky sẽ để ở phần chi tiết dưới video ha. Các bạn có thể tìm mua. Tác dụng của con lăn này là giúp cho cơ ngực của chúng ta được mở rộng ra. Tiếp theo đó, các bạn sẽ hít đất cho Sky. Đối với những bạn nào mới bắt đầu hoặc là hít đất chưa được vững á, các bạn có thể đặt hai đầu gối xuống sàn. Cách này sẽ giúp hạ thấp trọng tâm, giúp cho bạn có thể push up một cách dễ dàng hơn. Các bạn nên nhớ rằng khi mà push up á, các bạn phải mở được hai cùi chỏ ra ha, và khi xuống mở lồng ngực ra, lúc lên gồng và siết ngược lại, như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được cơ ngực. Chúng ta sẽ đi vào một giải phẫu một xíu nha. Cơ ngực sẽ gồm 3 phần: ngực trên, ngực ngang và ngực dưới. Chúng ta sẽ chú ý 3 phần này để mà chúng ta chia bài tập một cách hiệu quả nhất. Và chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên là dumbbell bench press. Bài này sẽ tác động vào cơ ngực ngang. Với bài tập này chúng ta sẽ tập 4 set và 15 reps giúp Sky. Chú ý rằng khi đi xuống các bạn xuống thật chậm, lúc lên các bạn phải siết được cơ ngực vô nha. Nên nhớ rằng bài tập này các bạn phải tập thật chậm nha, không được tập quá nhanh. Các bạn để ý phần lưng dưới của Sky nó sẽ tạo một cái khoảng trống đối với ghế chưa? Rồi, qua bài tiếp theo là bài fly, flat dumbbell fly. Bài này cũng sẽ tác động vào ngực ngang, nhưng cái chiều chuyển động của nó hơi khác tí xíu. Hai cái cổ tay của mình sẽ song song và từ từ hạ xuống. Lúc lên chúng ta sẽ gồng toàn bộ ngực ngang, và chúng ta gồng và chúng ta đẩy người, đẩy cái ngực lên ha. Các bạn lưu ý cũng làm thật chậm giúp Sky, giữ hơi thở đều. Lúc xuống chúng ta hít sâu, lúc lên chúng ta thở ra. Bài tập này chúng ta cũng làm 4 set 15 reps giúp Sky. Bài thứ 3, chúng ta sẽ tác động vào nhóm cơ ngực trên ha. Bài này chúng ta chú ý rằng khi xuống á, các bạn phải ráng làm sao giữ được cái cơ ngực của mình mở rộng ha. Khi đó các bạn hạ xuống, chú ý vào cơ ngực trên, và lúc lên dùng toàn bộ phần cơ ngực trên để chúng ta đưa cái tạ lên ha, không gồng vai và tay sau quá nhiều. Bài tập này các bạn chỉ cần lưu ý giúp Sky một điều thôi, đó chính là cái form tập ngực phải mở ra là ok. Bài fly incline dumbbell fly cũng tương tự, cũng sẽ tác động vào nhóm cơ ngực trên. Bài tập này sẽ xé được nhóm cơ ngực trên của chúng ta rất rõ luôn. Các bạn lưu ý giúp Sky ha, tập thật chậm và cảm nhận cơ ngực một cách hiệu quả nhất, như vậy thì các bạn mới có thể vào được. Chúng ta có thể để ghế là 45 hoặc là 30 độ. Trong clip này thì Sky để ghế hơi cao một xíu là 45 độ. Các bạn có thể để thấp hơn nếu như bạn nào mà chưa feel rõ vào cơ ngực trên ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với hai bài ngực dưới mà Sky cực kỳ yêu thích. Rồi, bài tập ngực dưới này thì các bạn phải yêu cầu là các bạn phải có một cái ghế tập ngực dưới ha. Cái ghế này thường là cái ghế tập bụng. Các bạn có thể vận dụng để chúng ta có thể lấy tạ và chúng ta tập ngực dưới luôn. Các bạn lưu ý giúp Sky là khi mà các bạn đi xuống, các bạn phải làm sao căng được hết cái phần cơ ngực dưới của chúng ta, và lúc lên các bạn dùng toàn bộ cơ ngực dưới là chúng ta đẩy lên, và không có dùng vai và tay quá nhiều trong bài này ha. Các bạn phải để ý được cái phần cơ ngực dưới chuyển động, căng và đi lên. Rồi, lúc xuống chúng ta hít sâu, lúc lên chúng ta thở ra. Ok. Rồi, các bạn chú ý giúp Sky nha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ qua máy cáp. Đó là chúng ta sẽ tập nhóm cơ ngực dưới, nhưng với bài là kéo cáp. Với bài tập này các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tập không cần nặng quá, bởi vì những cái bài cáp là những cái bài sẽ tác động sâu vào những cái nhóm cơ xung quanh cái phần ngực của chúng ta. Bài này sẽ tác động riêng vào nhóm cơ viền của cái ngực, cái phần ngực ngoài và xuống phía dưới ha các bạn ha. Bài này là một bài làm cho cái phần cơ ngực của chúng ta được bo tròn và nhìn rất là cắt nét luôn. Với bài này các bạn lưu ý là khi mà các bạn đẩy về
trước á, các bạn phải siết được cái phần cơ ngực dưới lại nha. Các bạn nhìn cái chuyển động ngực của Sky nè. Khi mà Sky đẩy xuống dưới, phần ngực của Sky phồng lên ha, chứ không phải là phần vai và tay sau. Rất nhiều khách hàng và rất nhiều bạn thường sai ở cái lỗi này, dẫn đến việc không có cảm nhận cơ ngực được. Chúng ta phải ưỡn ngực ra trước khi mà chúng ta đẩy xuống, như vậy thì chúng ta mới vào được cái phần cơ ngực ha. Rồi, chúng ta đến với bài cuối cùng là bài Cable Press. Bài này sẽ tác động vào nhóm cơ ngực ngang. Với bài này chúng ta sẽ làm 3 set, mỗi set 15 reps. Chú ý giúp Sky vẫn là giữ cơ ngực làm sao mở rộng bằng cách là ưỡn ngực ra, đưa vai ra sau, từ từ đưa về trước và dùng toàn bộ cơ ngực ngang siết lại, cảm nhận độ phồng của cơ ngực ha. Lúc mà chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta thở ra. Đó, lúc xuống chúng ta hít sâu, thở ra, giữ lại một nhịp khoảng 2 đến 3 giây, siết toàn bộ phần ngực lại rồi các bạn thở ra ha. Đó, các bạn có thể nhìn Sky làm đi, những cái động tác rất là chậm rãi. Rồi và sau khi tập ngực thì đó, cái ngực của chúng ta nó sẽ được phồng, được pump và viền tròn cái phần cơ ngực dưới luôn nha các bạn. Các bạn chú ý là tập đều các bài này. Và các bạn ơi, sau đây là những cái tips mà Sky muốn hướng dẫn đến các bạn để mà chúng ta có thể tập ngực sao cho hiệu quả nhất nha. Và tips đầu tiên đó chính là form tập. Ngay từ đầu clip thì Sky đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta có thể lăn cái trụ roller, để mà cái trụ này nó sẽ giúp cho lồng ngực của chúng ta được nở ra ha các bạn ha. Cái lồng ngực nở rất là quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn tập á, rất nhiều nhóm cơ tham gia tác động vào, không riêng gì ngực. Và chính vì thế, nếu như mà các bạn không mở lồng ngực được á, thì cái vai và tay nó sẽ tham gia vào hoạt động nhiều hơn là ngực nha các bạn ha. Các bạn có thể để ý cho Sky mà khi mà Sky không có mở lồng ngực ra thì cái phần ngực của Sky bị đóng lại nè, phần vai và tay sau nó sẽ tham gia hoạt động nhiều hơn trong những cái bài đẩy và bài fly luôn. Chú ý giúp Sky là ráng đưa cái bả vai ra sau ha, và ráng mở rộng cái lồng ngực ra. Tiếp thứ hai Sky muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là cách gồng ngực. Làm sao để mà gồng hoặc là siết ngực, chúng ta hãy thử tập trung 100% não bộ vào cái phần ngực của chúng ta, giống như là các bạn gồng tay vậy đó. Khi mà Sky nói là các bạn gồng thì mà các bạn gồng được đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn giật ngực thì sao? Giật ngực ví dụ như là Sky nói là các bạn giật vú nha, giật vú thì chúng ta rất là khó khăn, bởi vì phần ngực của chúng ta cũng là nhiều cái mô dây thần kinh nối, cho nên là chúng ta sẽ phải kết nối làm sao để mà tất cả các dây thần kinh đều hoạt động, bằng cách là chúng ta sẽ gồng ngực. Chúng ta sẽ tập gồng ngực mỗi ngày ha. Chúng ta sẽ dịch như vậy nè các bạn, cứ dịch như vậy nè. Nếu mà khó quá thì chúng ta có thể lấy cái tay á, chúng ta ép như vậy nè. Đó, để mà chúng ta có thể cảm nhận cơ ngực tốt hơn. Và khi mà cơ ngực nó biết cách gồng và siết rồi á, khi mà các bạn đẩy á, các bài đẩy nè hay là các bài mở thì cơ ngực nó sẽ vào hơn, và các bài đó sẽ giúp cho cơ ngực của chúng ta xé và phát triển hơn ha. Một cái tips cuối cùng mà Sky muốn chia sẻ đó chính là các bạn không nên tập ngực quá nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tập ngực quá nhanh á, trọng lượng tạ nó sẽ tác động vào nhóm cơ vai và tay sau rất là nhiều. Nhiều bạn đẩy tạ rất là nặng, Sky thấy là đẩy mấy cái bài bench press á, đẩy cả 80-90kg tổng luôn á, mà chúng ta lại không có phát triển nhiều cơ ngực là do sao? Bởi vì chúng ta chưa có hiểu là cái nhóm cơ ngực của chúng ta hoạt động là như thế nào. Và sau một thời gian mà Sky phải chỉ lại á, thì các bạn đó mới có thể sửa lại và nâng lại mức tạ nhẹ hơn, nhưng mà ngực nó lại thâm hơn, nó lại phồng hơn là lúc mà đẩy tạ quá nặng ha. Cho nên chúng ta tập chậm lại giúp Sky. Vậy thì ví dụ như là khi nào mà, và nhất là những các bạn mới tập á, khi mà các bạn tập chậm lại á, các bạn sẽ có thể giúp cơ ngực của chúng ta phát triển nhiều hơn là các bạn tập quá nhanh ha. Và khi nào mà các bạn thực sự là đã cảm nhận cơ ngực rồi thì các bạn có thể điều chỉnh tốc độ cũng như là cường độ bài tập để mà làm sao để phù hợp với cái nhu cầu phát triển của bạn ha. Sky xin cảm ơn các bạn đã xem đến cuối vlog ngày hôm nay, và hy vọng rằng các bạn sẽ tập ngực thật là hiệu quả nha. Và nếu như các bạn muốn follow nhiều hơn những cái tips, những cái bài tập hoặc là những cái khóa học, các bạn có thể vào trang web của Sky là skyfitnesscoach.com. Ở đây thì Sky chia sẻ rất là nhiều thứ ở trang web, cũng như là những cái blog liên quan đến việc thiền nè, bla bla bla. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn cập nhật những cái thông tin update hàng ngày của studio, các bạn có thể truy cập vào Instagram Coach Sky Studio. Tại đây thì Sky đã share rất là nhiều những cái clip training hội viên cũng như là những cái thông tin khóa học ha. Và tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một cái vlog thực sự rất là đặc biệt nha. Và chào tạm biệt.